Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã vào video của Nhật Honda Hồng Đức nha. Thì hiện tại Nhật đang có mặt ở Hết Hồng Đông Đức 10 với địa chỉ là ấp Chợ Quýt A, thị trấn Châu Thành, ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thì trong clip ngày hôm nay thì Nhật sẽ cập nhật về giá của dòng xe Airblade 125 và cũng như là 160cc ha, phiên bản 2023. Thì trên màn hình các bạn đang xem chính là dòng xe Airblade phiên bản này, phiên bản 125 nha các bạn. Thì trong clip ngày hôm nay thì Nhật sẽ tổng hợp về giá, cái nhất, cái thứ hai về chương trình khuyến mãi và cuối cùng là cái phần thứ ba là cái phần trả góp cho các bạn mình tham khảo luôn ha. Rồi trên màn hình các bạn đang xem chính là phiên bản của 125 ha. Thì như các bạn đã biết rồi, 125 nó bao gồm là ba màu sơn chính nha bạn, màu xanh, màu đỏ và phiên bản màu đen nhám. Các bạn xem nè ha, màu xanh này là xanh đen ha, phiên bản đỏ đen và cuối cùng là phiên bản màu đen nhám nha các bạn. Thì một cái điểm dễ dàng các bạn nhận biết ra 125 và 160 thì rất là dễ nha các bạn. Thì đầu tiên là một điểm rất là dễ nhìn, các bạn thấy là cái phần chắn gió trên nè, nó sẽ đối với 125 nó sẽ bằng như thế này nè các bạn. Đây, nó sẽ bằng như thế này ha. Còn khoảng phiên bản 160 á thì nó sẽ cao lên như thế này. Đó, nó sẽ cao như thế này. Đây, phiên bản tiêu chuẩn 160 nè, phiên bản đặc biệt 160 nè thì nó vẫn cao như thế này nha các bạn. Đó. Thì cho mình dễ việc, nói chung là màu sắc thì có thể là các bạn mình ít đụng chạm về màu sơn cho nên có khi là mình không nhớ. Nhưng mà những sẽ nói ra cái những cái mình cần phải giống như là cái điểm nhận biết để các bạn mình dễ biết ha. Cái thứ hai, có một điểm phân biệt nữa các bạn thấy nè. Đối với một bản 125 á thì nó sử dụng là phanh CBS là phanh thường. Thì phanh CBS là như thế nào các bạn? Phanh CBS có nghĩa là khi mình bóp thắng một bên tay trái thì nó sẽ ăn cả bánh trước và bánh sau. Thì nó sẽ phân bố lực đều bánh trước bánh sau ha. Phanh gọi là phanh CBS thành thường thì nó không có găng nhỏ ở trong. Đó. Còn phiên bản 160 á thì đa phần là 100 cả hai phiên bản là nó đều sử dụng là phanh ABS hết. Thì Nhật sẽ quay cho các bạn mình xem ha. Đây. ABS là cái găng nhỏ ở trong nè các bạn. Đó. Thì cả hai phiên bản đều sử dụng phanh ABS. Thì công dụng ABS là gì? Thì ưu điểm của nó, ví dụ như mình sử dụng trong đường trơn trượt, ví dụ như là mình thắng gấp này nọ thì nó không có bị dính bánh ha. Thì đó là các phanh của ABS, nó sẽ đem lại an toàn hơn so với phanh CBS nha bạn. Thì 125 sẽ không có ha, tiền nào của đó nha bạn. Thế nó các bạn đừng thắc mắc là tại sao mà 125 có không có mà 160 lại có ha. Một cái điểm phân biệt các bạn dễ dàng phân biệt nữa, thì 125 nó sẽ một cái có cái tem như vị trí này ha. AB 125 có để là AB 125. Còn 160 các bạn thấy nè, nó để 160 rất lớn vị trí này luôn ha. Đó, và ở phần hông này sẽ không có cái bộ tem nữa ha, nó không bộ tem giống như phiên bản này ha. Đó là một điểm phân biệt nha bạn. Rồi thì đó là cái cách mình dễ dàng phân biệt nha. Thì bây giờ thì Nhật sẽ review cái phiên bản 125 phiên bản màu đen nhám trước ha. Thì phiên bản này được gọi là phiên bản màu đen vàng đồng nha các bạn. Đây, thì những cái phần của nó thì nếu các bạn nào mình chọn cái phiên bản mà màu đen nhám thì sẽ đây là cái phiên bản lựa chọn rất là thích hợp cho các bạn luôn ha. Phiên bản này nhìn thấy rất là cool ngầu nè, lựa chọn phiên bản này sẽ rất là thể thao, nhìn thấy sẽ rất là đẹp ha. Thì những cái phần mũ bên ngoài nó sẽ là màu nhám hết nha. Nó thay vì cái phiên bản tiêu chuẩn á, là những cái phần mũ bên ngoài bao gồm phần đầu nè, phần hông nè là màu nhám, còn phiên bản đặc biệt này á là màu nhám ha, phiên bản kia là màu bóng, nhưng xin lỗi nha. Đó, còn những cái phần nhỏ ví dụ như là phần đầu ở giữa nè, rồi phần mặt nạ trước nè và phần cái yên tay dắt sau thì là màu bóng nha các bạn. Đó, nó một cái điểm thay đổi nhỏ thôi, không có nhiều ha. Còn phiên bản một cái yếm hai cái yếm hai bên đó các bạn thấy là vàng đồng ha. Con này thì cái trên cái giấy tàu nó là màu đen vàng đồng nha các bạn, đen vàng đồng ha. Rồi thì Nhật sẽ quay sơ về cái dòng xe này các bạn. Về dòng xe này á, là sử dụng động cơ là 125cc ha. Thì nó sử dụng là động cơ ESP này là ESP cộng ha. Thì ở phiên bản 2022 á, nó sử dụng là ESP thường. Lên 2023 này nó sẽ là mang vào là ESP Plus, nó giống như là những dòng xe của đàn anh đàn chị, ví dụ như dòng SH Mo nè, dòng SH lớn nè, thì đó nó đặt thừa hưởng công nghệ rất là nhiều so với những đàn anh chị ha. Đó, công nghệ nhiều cho nên đó, các bạn thấy ở những cái phiên bản trước các bạn hay than phiền vấn đề là chạy mà mình hay nó có bộ nồi nó hay kêu gì đó đó, còn ở phiên bản này á, thì cũng như là nó giảm thiểu toàn bộ rồi ha. Đối với dòng ESP cộng này nó sẽ tăng khả năng đốt cháy nhiên liệu tốt hơn và sẽ mang lại xe mình ví dụ vận hành êm ái hơn nè. Đó là cái giảm thiểu cái vấn đề xe mình kêu ở cái phiên bản đời trước đó các bạn ha. Lên ESP Plus là coi như là giải quyết hết vấn đề cho các bạn ha. Rồi ở phiên bản này thì ngoại hình thì nó sẽ không thay đổi mà giống hệt nhau ha. Đây, đồng hồ sử dụng là đồng hồ LCD ha, full 5 bảng đó, đồng hồ LED đó các bạn. Rồi về cái hệ thống khóa thông minh ha, thì khóa thông minh thì bao gồm 160 hay 125 thì giống nhau ha, bao gồm là ba chức năng nè,
Ở phiên bản này nó không có sử dụng khóa thường nữa nha các bạn. Khóa thường đã bỏ rồi, cho nên là không còn nữa. 125 và 160 đều sử dụng khóa thông minh hết. Khi các bạn mua mình sẽ được tặng hai cái bộ khóa thông minh như thế này nè. Thì nó bao gồm là ba chức năng chính ha. Khóa xe, mở xe, tìm xe và chống trộm ha. Nó giống như ở XH Mall luôn ha các bạn. Như Nhân đã nói từ đầu rồi, nó sẽ thừa hưởng tất cả những công nghệ mà đàn anh đàn chị nó có ha. Thằng này bây giờ nó chỉ cần thiếu nó cái công nghệ HSTC của thằng XH thôi. Đó, còn lại là với lại 160 cũng đã có IBS rồi ha. Rồi thì giá ở phiên bản của 125 hiện tại á, thì giá hôm nay á, là 43.990.000 nha các bạn. Còn giá của phiên bản 160 thì bao gồm những màu, ví dụ như là màu xanh này nọ, thì các bạn thấy như Nhật đã nói rồi, thì giá hôm nay á, đó, thì giá hôm nay nó chỉ từ là 57.990.000 nha các bạn. Về cái phần chương trình giảm giá nha các bạn, quà tặng trước đi. Thì khi các bạn mua xe thì mình sẽ được nhận cái gì? Mình sẽ được nhận cái phiếu quà tặng là 1 triệu đồng. Thì cái phiếu quà tặng đó là mình sử dụng như thế nào? Mình sử dụng vào mua xe là ví dụ như mình mua thảm lót chân, ba ga, phủ nano với 1 triệu đồng thì mình làm rất là nhiều luôn. Có thể là mình gắn thêm công nghệ chống hết bình hay là công tắc đèn hay là quấn ống xăng vân vân, rất là nhiều luôn nha các bạn. Khi các bạn mua xe sẽ được nhân viên cho mình tư vấn đầy đủ tất cả những chương trình để tránh cho mình không có bị mất chương trình nào ha. Rồi. Rồi kế tiếp á, là cái phần giảm giá. Thì đầu tiên là chương trình dành cho sinh viên. Thì mình đang là sinh viên á, thì mình sẽ được giảm giá là 1 triệu ưu đãi 1 triệu đồng, những xin lỗi ưu đãi 1 triệu đồng bao gồm là 700 ngàn trừ thẳng trên giá, và 300 ngàn là bao lô ha. Kế tiếp là chương trình dành cho công nhân. Như Nhật đã nói những cái clip trước á, thì chương trình công nhân sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 10. Nhưng mà hiện tại á, cửa hàng Honda Hồng Đức Minh Minh sẽ gia hạn cho cô chú anh chị đang là công nhân, sẽ được giảm thêm 1 triệu đồng, là gia hạn đến hết tháng 10 luôn nha. Coi như là trước là những nói là 15 nhưng bây giờ đã gia hạn rồi, lên đến cuối tháng 10 luôn, có nghĩa là ngày 30 đó các bạn ha, thêm được 15 ngày nữa. Cho nên là cô chú anh chị mình đang là công nhân thì có thể là nhanh chân lên để có thể là hưởng chương trình khuyến mãi này ha. Để khi mình hết rồi thì mình có nhu cầu mình quay lại thì không còn nữa, rất là tiếc nha các bạn. Rồi kế tiếp là chương trình thu cũ rơi mới. Ví dụ như là mình đang có một dòng xe đời cũ mình không sử dụng thì mình có nhu cầu mình đổi xe luôn á, thì khi làm thủ tục đổi xe thì mình mua xe mới luôn, mình sẽ được giảm giá thêm 1 triệu đồng trừ thẳng trên giá ha. Nhưng nói trường hợp ví dụ đi, ví dụ mình đang là công nhân mà mình đổi xe luôn thì tổng cộng mình sẽ được giảm giá 2 triệu đồng. Chương trình rất là lớn nha các bạn, chương trình tự nhiên mà mình được giảm giá 2 triệu đồng, nó rất là vấn đề là tại cửa hàng Honda Hồng Đức mới có, bên ngoài sẽ không có được những cái chương trình này nha các bạn. Rồi thì về cái phần quà tặng theo xe là riêng ha, thì nãy như Nhận đã nói rồi, thì quà tặng theo xe là miễn phiếu phụ kiện là 1 triệu đồng cái nhất. Cái thứ hai, gói quà tặng riêng là bao gồm là nón bảo hiểm, áo mưa ha, 2 lít rưỡi xăng, móc khóa thẻ VIP, 6 lần kiểm tra định kỳ miễn phí, mình sẽ được giảm giá là 50% phí thay nhớt cho 6 lần nha các bạn. Rồi kế tiếp là những sẽ cập nhật cho các bạn về chương trình trả góp nha. Thì đối với dòng xe Airbus 125 và 160 á, thì bên cửa hàng bên Nhận đang có chương trình trả góp với lãi suất cực kỳ ưu đãi và cực kỳ rẻ luôn. Và thì các bạn chỉ cần trả trước là 50% giá trị xe, mình sẽ được nhận ngay cào và gốc luôn, vừa rẻ mà nhận được cào và gốc nữa. Cho nên các bạn, đây là thời điểm vàng mà mình có thể là được hưởng chương trình khuyến mãi rất là nhiều. Mua trả góp cũng có chương trình lãi suất rẻ nữa ha. Thì rất là nhiều chương trình, các bạn cần tính những cái móc đó, có thể là alo cho Nhận trước, Nhận sẽ tư vấn cho các bạn mình những cái móc để mình có thể là trả góp ha. Và Nhận sẽ hỗ trợ cho bạn lên hồ sơ online luôn nha. Rất là đơn giản, chỉ cần chụp cho Nhận là chứng minh căn cước công dân đó, mặt trước mặt sau thì Nhận có thể là hỗ trợ lên hồ sơ cho online các bạn rồi ha. Rồi Nhận sẽ kết thúc clip về báo giá của Airbus 125 và 160 ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy clip của Nhận hay bổ ích, cập nhật giá thường xuyên để giúp cho các bạn về cập nhật chương trình và khuyến mãi bên Hồng Đức á, thì có để là một lượt like, share cũng như là đăng ký ủng hộ cho Nhận nha. Rồi xin chào và cảm ơn các bạn đã xem lúc ạ.